là chọn mẫu nhiều giai đoạn. Multi-stage sampling. Nó nhiều giai đoạn hay nhiều bậc hay là như thế nào đó, tùy cái cách dịch. Nhưng mà chọn mẫu nhiều bậc hay nhiều giai đoạn chẳng qua là sự kết hợp lại. Bởi vì đơn giản làm trên cộng đồng không thể nào chọn theo kiểu mà một cách áp dụng từ trên xuống dưới. Đôi lúc là chọn theo kiểu này phối hợp theo kiểu kia. Nhưng mà cứ mỗi một một bậc thì mình có thể áp dụng hết là chọn mẫu cụm từ trên xuống dưới, nhưng mà mình chia thành nhiều bậc. Lý do rằng là với mỗi bậc như vậy thì chúng ta đổi cái đơn vị chọn mẫu cho nó khác đó, thì cái chọn mẫu nhiều bậc là cái sự phối hợp trở lại à, thì nó sẽ có thể giống như là mới đầu thì chúng ta sẽ chọn mẫu tầng, xong cho trong mỗi tầng thì chọn mẫu cụm à, trong mỗi cụm thì chúng ta có thể chọn ngẫu nhiên đơn hay là gì đó. Thì tóm lại thì nếu nói về chọn mẫu có xác suất thì chúng ta sẽ có năm cái cách chọn mẫu lớn, đó là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu phân tầng, chọn mẫu cụm và chọn mẫu nhiều giai đoạn. Còn đối với chọn mẫu không xác suất thì chúng ta sẽ có rất nhiều chọn mẫu có mục đích, chọn mẫu theo quota, rồi chọn mẫu theo kiểu gọi là hòn bóng lăn, rồi dân dân à, nhưng mà trọng tâm của bài không nằm ở chọn mẫu có xác suất mà là chọn mẫu xin lỗi, trong trọng tâm của bài không phải là chọn mẫu không xác suất mà là chọn mẫu có xác suất. Thành ra hy vọng học xong bài này thì mọi người có thể nắm được là cái cách thức chọn mẫu có xác suất như thế nào, có thể phân biệt thế nào là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu phân tầng, chọn mẫu cụm thì chọn mẫu nhiều giai đoạn đó, thì là chúng ta có thể gọi là xong được cái bài chọn mẫu rồi. Đó là toàn bộ nội dung bài của ngày hôm nay, thì không biết mọi người có thắc mắc hay là ý kiến gì thì chúng ta có 5-10 phút để trao đổi với nhau. Có vẻ lúc này mọi người cũng sốt ruột muốn về rồi hả? Thứ sáu. Rồi thôi, nếu như không có gì thắc mắc thì thôi chúng ta dừng lớp ở đây. À cô ơi, cho em hỏi tài liệu. Tài liệu. Tại vì khi mà học cái phương pháp chọn nói chung thì trong cái chương trình nghiên cứu khoa học thì nó có 3 phần của dịch tễ, thống kê và nghiên cứu khoa học. Tức là cái phần nói chung á, là cái phần của thí dụ như dàn bài của một cái bài cách trình bày đề cương hay là trình bày báo cáo, thì cái đó là cái phần của thầy Dũng ha. Còn sách của dịch tễ thì liên hệ bộ môn dịch tễ, sách của thống kê thì liên hệ bên bộ môn thống kê nha. Rồi có gì giáo vụ sau đại học của bộ môn dịch tễ là thạc sĩ bác sĩ Đỗ Minh Tâm nha. Rồi có gì liên hệ với lại bên bác sĩ Tâm. Rồi PowerPoint được. Rồi tôi sẽ gửi PowerPoint cho lớp. Rồi nếu như không có gì thắc mắc thêm thì thôi lớp chúng ta dừng lại ở đây. Chúc mọi người nghỉ cuối tuần vui vẻ ha. Rồi gặp lại lớp
không biết lịch lúc nào đó nha, tôi cũng chưa có rõ cái lịch tiếp theo là bữa nào, nhưng mà chắc là không phải thứ sáu tuần sau, tại thứ sáu tuần sau tôi dạy bên Đại học Y Dược rồi. Thôi chào mọi người, cảm ơn mọi người. Rồi thôi chúng ta dừng bài ở đây ha. Rồi bye bye mọi người. Cảm ơn cô ạ.